hàng trăm bác sĩ kỳ cựu ở Hàn Quốc đã tổ chức cuộc biểu tình gần văn phòng tổng thống tại thủ đô Seoul vào ngày 25 tháng 2 để ủng hộ các bác sĩ trẻ và phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y. Khoảng 400 bác sĩ đã tập trung tại tòa nhà Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc để thảo luận về kế hoạch của họ và sau đó xuống đường với biểu ngữ phản đối chính phủ, theo đuổi chính sách đơn phương, đe dọa sức khỏe cộng đồng hơn 7.800 thực tập sinh và bác sĩ nội trú ở Hàn Quốc đã nghỉ việc. Đó chỉ là một phần nhỏ trong số 100.000 bác sĩ của nước này, nhưng họ có vai trò quan trọng trong hoạt động hàng ngày tại các bệnh viện và trung tâm y tế, làm dấy lên quan ngại rằng sẽ có thêm nhiều bệnh nhân không được điều trị nếu tình trạng này kéo dài. Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tăng số lượng sinh viên được nhận vào các trường y thêm 2.000 người mỗi năm, bắt đầu từ năm học 2025 và hướng tới có thêm 10.000 bác sĩ vào năm 2035. Tuy nhiên, các bác sĩ phản đối cho rằng vấn đề thực sự là tiền lương và điều kiện làm việc chứ không phải số lượng bác sĩ. Dù vậy, nhà chức trách cho biết sẽ tiếp tục thực thi chính sách này và có thể sẽ thực thi hành động pháp lý đối với tình trạng nghỉ việc tập thể của các bác sĩ.